bạn đã quay trở lại kênh của Mây Khoai Tây. Các bạn ơi, thì ngày hôm nay Mây đã có mặt tại Hà Nội vì là chúng ta đã kết thúc kỳ nghỉ Tết rồi. Tết hết nhanh quá, còn chưa kịp đi chơi gì cả. Nhưng mà xuống Hà Nội rồi thì Mây đã chăm chỉ dậy rất là sớm và đã ít được thể dục. Nhưng mà khi ra ngoài thì Mây không hề quên đeo khẩu trang nha, và mang theo nước rửa tay nữa này, vì cũng đang dịch mà nên chúng ta phải cẩn thận nữa. Tết vừa rồi các bạn có nhận được nhiều lì xì không? Nào chúng ta hãy cùng tiết lộ doanh thu trong những ngày Tết của chúng ta ở dưới comment này nhá. Ôi Mây thì ít ỏi lắm, hôm nay còn phải đi lì xì lại cơ. Cũng được lì xì nhưng mà được lì xì ít thôi, bởi vì là lớn rồi ấy, nên thấy cũng buồn. Nhưng mà sao lại có ai gọi giờ này nhỉ? Điện thoại của Mây. Không phải điện thoại của Mây các bạn ơi. Cái điện thoại đâu nhỉ? Sao anh này lại dưng một tí điện thoại? Mây nghe rõ lắm ấy, mà coi đây làm gì có người đâu. Ôi kia có một chiếc điện thoại kìa, chắc chắn là anh rơi rồi. Chạy xem mới được. Không biết máy điện thoại của ai nhỉ, chắc chắn là anh rơi rồi. Mây phải nghe đó các bạn ạ. Là sao lại có một cái máy điện thoại nằm ở giữa đường mà không hề có bóng người như này? Ôi, sao mà thấy hacker nữa kìa? Một tên hacker nữa kìa. Sao là hacker lại biết đây là hacker nhún nhảy, còn kia là hacker chùm. Mà cũng lạ nhá, hai tên này suốt ngày chơi trò trốn tìm nhau ấy, chắc chắn là có gì đấy xảy ra rồi các bạn ạ. Mà tại sao mình lại nghe tên hacker này nhở, lại còn chạy theo hắn nữa chứ? Khó hiểu rồi đấy. Mà bây giờ không chạy theo hắn thì biết đi đâu ra ngoài kia gặp hacker chùm lại còn nguy hiểm hơn nữa các bạn ạ. Mình nhau suốt cơ cơ. Nhưng mà đi theo tên hacker này thì cũng đâu biết đường nào mà lần đâu, cũng nguy hiểm, có đâu có kém gì đâu ấy. Sao không thấy tên hacker chùm đâu nhở? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Nãy giờ cũng không thấy tên hacker chùm xuất hiện cơ, các bạn ơi. Lo lắng nghe, đứng như là làm giờ về. Cái tên này bỏ đi ra, không phải nhân cơ hội này mà đụng chạm vào người ta đâu nhá. Bỏ ra nào. Bây giờ ta sẽ có 4 vòng.
Và cuộc thi ngày hôm nay ta sẽ là ban giám khảo. Nó sẽ đưa ra câu hỏi trong vòng. Mỗi câu hỏi các ngươi có tầm 15 giây để trả lời. Ai trả lời nhanh và đúng thì người sẽ là người chiến thắng. Các ngươi nghe rõ chưa? Mình sẽ bắt đầu thôi. Câu hỏi đầu tiên sẽ là: độc gì càng trúng càng thích? 15 giây bắt đầu. Con Thế trường có vẻ hai hacker này có vẻ kiểu đúng là hacker khác cái gì không biết đấy các bạn ạ. Đưa gì đã là cái đáp án rồi. Xong chưa? Xong chưa? Nào, chúng ta hãy cùng đưa đáp án lên thôi. 2, 3. Đáp án là gì? Trời ơi, hacker trúng của nó là độc thân. Độc lập, tự do, hạnh phúc nữa hả? Nhưng mà đáp án sai rồi, chẳng ai độc lập, độc thân cả. Đáp án phải là độc đắc mới đúng, đúng không các bạn? Hacker tưởng hacker như thế nào? Giỏi rồi, không có đáp án thì mà cũng có mấy câu hỏi đơn giản thế. Thế là vòng này không ai thắng rồi. Chúng ta đến vòng số 2 nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Hãy nghe rõ đây, lần thứ nhất không ai thắng rồi, lần này hãy cố gắng lên nha. Mà để giành được mây khoai tây. Lỗ gì có gió thì sống, không gió thì chết. Ui, hai cơ chúng nó xong rồi hả? Đúng là hai cơ chúng hả? 1, 2, 3. Đó là gì đây? Hai cơ chúng nó lỗ mũi. Nghe cũng có vẻ hợp lý này. Chúng ta sẽ xem đáp án của hai cơ như vậy nhá. Lỗ tai. Lỗ tai, có gió thì sống, không gió thì chết. Chắc là lỗ tai hay cơ chúng này thôi. Phải cần đến gió rồi, để nó thổ giúp nhá. Các bạn ơi, làm gì có lỗ tai nào mà phải có gió mới sống được đúng không? Đúng là chỉ có lỗ mũi thôi, chúng ta phải thở ra rồi hít vào. Nếu mà nó không thở nó không thể sống được. Vậy là vòng này hacker chùm là người chiến thắng rồi. Yeah! Chúc mừng hacker chùm, hacker chùm nhảy. Đáp án không hề hợp lý một chút nào. Chúng ta sẽ sang vòng số 3. Vậy là tỷ số bây chúng ta sẽ là 1-0. Chúng ta sẽ đến vòng số 3. Câu hỏi số 3 sẽ là: con gì sinh ra đạo đức đã không tốt? 15 giây bắt đầu. 15 giây bắt đầu. 15 giây bắt đầu. Ôi dồi. Đây. 15 giây bắt đầu. 15 giây bắt đầu rồi đấy. Nhanh thế quá. Xong chưa đấy? 1, 2, 3. Bắt đầu. Đó là gì đây? Hacker nhún nhảy. What? Đây là còn là hacker chùm nữa. Trời ơi, không thể hợp lực. Rõ ràng mây đố là con gì cơ mà, tại sao là hacker nhún nhảy, hacker chùm là nào? Đáp án không phải là như thế đâu. Đáp án là con lừa. Làm gì đã đố con gì lại ghi là kết quả là hacker chùm, hacker nhún nhảy là sao? Sai hết. Hôm nay không ai đúng à? Nhưng mà tỷ số của hacker chùm vẫn đang dẫn đầu 1-0. Hacker nhún nhảy mà không cố gắng gỡ lại để tỷ số hòa thì thua. Đến vòng số 4 nhá, vòng cuối cùng rồi. Các người nghe rõ đây, vòng cuối cùng rồi. Đây là vòng quyết định nha. Hacker chùm đang dẫn đầu. Mày không hề vui mừng vì điều này chút nào đâu các bạn ơi. Bây giờ chỉ mong hacker chùm nhảy cố gắng mà gỡ lại được tỷ số hòa thôi. Câu hỏi: kể tên các loài động vật có 4 chân sống trên cạn. 15 giây bắt đầu. Sắp hết rồi. Hết giờ rồi. Đâu. Xem đoạn án, xem đoạn án nào. 1, 2, 3. Xem đoạn án có hai cơ chùm trước nha. Bò, dê, dê, dá, kiều, chó. Có vẻ câu này dễ quá hay sao ấy. Vậy là được bao nhiêu đoạn đây? 1, 2, 3, 4, 5. 5 đoạn án. Vậy xem hết cơ. Đúng vậy nào. Hồ, báo, cáo, sư tử, ngựa, trâu. 1, 2, 3, 4. Vậy là hacker nhún nhảy đã là người chiến thắng rồi các bạn ơi. Bây giờ hôm nay hacker nhún nhảy đã là người chiến thắng rồi. Tỷ số là 1-0 các bạn ơi. Vậy là tỷ số 1-0, không ai là người chiến thắng thì không ai giành được mấy khoai tây hết. Trời ơi các bạn ơi. Ôi.
Các bạn ơi, may quá. Trong lúc hai cái cơ đang còn tức giận thì là mấy đã tranh thủ chạy luôn về nhà. Thực sự là hai tên hacker này thực sự là ngu ngốc luôn đấy. Mày cứ nghĩ là đã là hacker thì sẽ là nguy hiểm mà thật là thông minh thì mới làm hacker không? Thế mà thực sự là ngu dốt luôn. Nhưng mà thôi, nhờ có sự ngu dốt đấy thì mày mới chạy được về đây chứ. Video của mày đến đây là kết thúc rồi các bạn nha. Mày cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này của mày và hãy tặng cho mày một like nhá. Và nhớ là bấm nút đăng ký bên dưới, bật chuông báo để nhận thật nhiều thông tin kênh của mày khoai tây. Bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.